Thì em đã tư vấn cho anh là nên lựa chọn cái dòng gỗ hương đá như thế này thì nó cho vân và cái màu sắc nó đẹp hơn so với cái dòng gỗ gói đỏ. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Linh Hương. Thì thưa các bác, ngày hôm nay thì em Linh có làm xong một chiếc bàn vua sập thờ cho gia đình anh Khôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh có chia sẻ cho em Linh là cái bàn thờ này thì anh sẽ kê ở trên tầng 4. Và hiện tại thì anh là quan trưởng, anh đang thờ ông bà bố mẹ. Nên anh muốn em Linh tư vấn và thiết kế cho anh một chiếc bàn vua sập thờ làm sao mà nó có cái độ rộng đủ để anh thờ những cái bài vị và bát hương mâm bồng. Và cái độ chắc chắn của cái bàn này thì anh cũng yêu cầu làm dày dặn hơn so với cái hàng bình thường. Thì hôm nay thì em có làm xong cái bàn cho gia đình anh Khôi thì cũng giới thiệu luôn để cho các bác có thể tham khảo. Với cái bàn này thì em làm kích thước là dài 2m17, sâu thì em làm là sâu 1m27 và chiều cao từ mặt đất lên đến mặt bàn này là 1m17 các bác nhá. Thì thưa các bác, với cái bàn thờ này thì anh đặt ở trên tầng 4 thì anh có nhờ em Linh là lựa chọn cái chất liệu gỗ nào mà nó bền, đẹp khi mà để trên tầng 4 cho nó yên tâm. Thì em đã tư vấn cho anh là nên lựa chọn cái dòng gỗ hương đá như thế này thì nó cho vân và cái màu sắc nó đẹp hơn so với cái dòng gỗ gói đỏ. Và thứ hai là anh yêu cầu em Linh làm với cái độ dày dặn hơn so với cái hàng phổ thông. Thì em có làm cho anh là cái dạ tiền này, đấy là dày 12 phân liền khối các bác nhá. Với phổ thông thì em Linh hay làm với những hàng vua sập thờ này chỉ dày là 10 phân thôi. Tuy nhiên là anh muốn làm tăng thêm cái độ dày và đục cho nó kênh bong hơn. Với cái dạ này thì em làm 12 phân. Thì những cái phần đục như là chim hoa thì được tỉa toát rất là kỹ và nó có cái chiều sâu hơn so với cái hàng dạ 10 phân liền khối các bác nhá. Về phần bên ngang thì em Linh lựa chọn cho anh là dạ ngang này là dày 10 phân liền khối các bác nhá. Còn đối với những cái bàn rộng 1m07 thì các bác có thể làm dạ ngang 8 phân thì cũng vẫn là được. Vì cái bàn này của anh là rộng 1m27 và yêu cầu cái độ dày dặn chắc chắn nên em Linh là vẫn lựa chọn là làm dạ ngang cho anh là dày 10 phân. Chân thì vẫn là chân 26 các bác nhá. Thì theo như chia sẻ của anh Khôi thì cái phòng thờ của gia đình là nó được vào khoảng 2m7, 2m8. Thì anh cũng muốn làm cái chân nó vừa phải nên em Linh lựa chọn là làm cho anh là chân 26 và đục theo lối chân chim là hai mặt là khác nhau các bác nhá. Bên trên thì cái phần cổ mặt này thì chia sẻ với các bác là em vẫn làm là cổ mặt dày 5 phân và hai tầng cổ chỉ này. Đấy, hai tầng cổ chỉ thì tất cả cái phần cổ mặt này đều là dày 5 phân. Và có một cái điều đặc biệt trong cái bàn thờ này của anh Khôi đó chính là cái phần mặt bàn. Thì cái phần mặt bàn này thì chia sẻ với các bác là em làm là khuôn mặt là dày 5 phân và đặc biệt là cái tấm ván ở giữa này là dày 2 phân liền tấm nhá các bác nhá. Liền tấm. Thì em Linh đã phải xẻ một cái cây gỗ rộng tới 90 phân để làm cái tấm ván mặt bàn này cho anh. Với cái mặt bàn này thì nó rất là rộng. Thì vì cái bàn của anh rộng 1m27 nên là em Linh cũng đầu tư làm cho anh cái bản khuôn cái này nó rộng hơn bình thường để nó tăng cho cái độ chịu lực cho cái bàn của anh. Vì anh thờ bên trên là cũng khá là nhiều đồ. Anh có chia sẻ là bên trên anh thờ 5 bài vị, một bộ đỉnh đồng, bát hương và mâm bồng đài nến. Thì vừa rồi em Linh vừa chia sẻ cho các bác cái bàn thờ mà làm theo yêu cầu hàng đặt của gia đình anh Khôi. Và đặc biệt thì với cái bàn mà để ở trên tầng cao thì vào cái thời điểm như thế này thì thời tiết nó đang khá là nóng. Các bác khi đi mua các cái sản phẩm về đồ thờ, các bác cũng nên lưu ý lựa chọn cái chất liệu gỗ như thế nào cho nó phù hợp với không gian phòng thờ nhà mình. Và đặc biệt là các bác nên để thời gian nó dài ra một chút để cho gỗ nó khô tự nhiên. Khi mà làm cho các sản phẩm cho các bác thì nó sẽ đảm bảo hơn rất nhiều. Thì các bác có câu hỏi nào liên quan đến các cái dòng sản phẩm vua sập thờ, đặc biệt là với kích thước không gian phòng thờ như thế nào, các bác có thể comment để em Linh có thể tư vấn và giải đáp cho các bác. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Em Linh xin chào và hẹn gặp lại.